chấn động, sự thật bất ngờ về vận mệnh cuộc đời của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, được phúc lộc bề trên, thần tài ban cho lộc lớn, nghèo khổ thế đủ rồi. Từ 53 tuổi là lúc đến thời đổi vận, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền vàng thi nhau kéo về nhét chật két, càng già càng giàu có. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tý 1972 thân mến, có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no, tuổi 53 may mắn rạng ngời, Nhâm Tý đến vận thịnh thời đi lên, trời ban phước lớn kế bên, cho nay phúc lộc thành công vang trời. Quý vị thân mến, từ xưa nay chẳng có con đường nào đi tới thành công dễ dàng, vàng muốn hoàn mỹ cũng phải nhảy vào lò tu luyện dưới ánh lửa 1000 độ C và trải qua quá trình đốc rèn vất vả và bền bỉ thì mới có thể đánh bay tạp chất bám trên thân mình. Cổ ngữ xưa có câu, bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong buốt giá. Người muốn thành tài thì đều phải trả giá và phải đánh đổi, kinh qua các cửa ải và khi thành báu vật rồi, thì cuộc đời tự ắt an bài cho số phận an nhàn, giàu sang. Mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, làm gì cũng sẽ luôn hanh thông suôn sẻ, con cháu tới ba đời sau vẫn được hưởng phúc báu từ bạn. Vậy thì cuộc đời của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, được định sẵn tuổi trẻ phải trải qua bao phen rèn giũa, vất vả đau đớn, khó khăn bao điều, gian truân vất vả. Nhưng bản thân nhờ có ý chí bền bỉ, can trường mà Nhâm Tý vẫn thản nhiên vượt qua, khiến cho thần Phật cảm động trước tấm lòng son sắt, giống như thỏi vàng 10 chân quý biết bao. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, về vận trình chi tiết cuộc đời của mình. Từ năm 53 tuổi trở đi, sẽ có thời cơ nào được tiết lộ để nắm bắt, hung nào để biến nó thành cát? Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi trong lá số tử vi dưới đây. Lời tiên tri mới nhất về tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, từ 53 tuổi vượt qua đại hạn, đổi đời giàu sang phú quý hết đời, nếu tránh ba điều này. Cuộc đời của Nhâm Tý được chia thành hai nửa, một nửa của sự ảm đạm, một nửa của sự thăng hoa. Hai nửa này của Nhâm Tý được chia ra và đánh dấu bằng một đường biên giới. Đấy chính năm 2023 và năm 2024 này. Năm 2023 là lúc chính thức họ bước qua màn thử lửa khốc liệt của số mệnh. Những khó khăn liên tục xuất hiện cũng là năm tôi rèn bản lĩnh cho Nhâm Tý. Để năm 2024 vận trình thăng hoa, có người cán đích với sự giàu sang hưng vượng. Và nếu như tín chủ có hữu duyên nghe hết lá số này, hẳn rằng tín chủ là một trong những người may mắn nhất. Đầu tiên, tóm tắt năm 2023 của Nhâm Tý. Nhâm Tý có năm 2023 không hề dễ dàng và vận trình của họ đi về cuối năm 2023 lại càng thêm khó khăn, nhiều phần vất vả, lắm thứ không thể kiểm soát và quyền quyết định cũng chẳng phụ thuộc ở bản thân. Nói Nhâm Tý không chăm, không cẩn thận là không đúng, chỉ là cái đã thuộc về thời thế thì thường khó mà kiểm soát, cái đã thuộc về may rủi lại thường khó né tránh. Cái đã gọi là vận hạn thường tưởng trốn được rồi lại ập về đầy thân, vậy nên không thể trách được bản thân Nhâm Tý. Có trách chỉ đáng trách ý trời trêu người lòng người khó đoán, và cả ý trời và có cả lòng người, vì Nhâm Tý cũng là bản mệnh dễ bị thương tổn, do những người xung quanh mang tới, họ nhiệt tình, họ nhiệt thành, họ thật tâm và chẳng hề tính toán những cái chân tình, họ cho đi không đồng nghĩa với cái chân tình họ nhận lại, vì trong cuộc đời của Nhâm Tý cái gì cũng có, duy trì thiếu một chữ mưu, nên thị phi vẫn nhiều, người hại vẫn lắm. Mỏi mệt vẫn đầy, nhọc nhằn vẫn thấu, hoặc bị cuốn vào dòng đời, cuốn vào những câu chuyện những khó khăn của người khác, sẽ ảnh hưởng liên đới đến Nhâm Tý nhiều khi. Nói chung là thân tâm mỏi mệt, cái thú vị của thời thế là vạn sự xảy đến dù tốt, dù xấu đâu có những lý do nhất định. Cái tốt có thể tiềm ẩn lắm họa hại, mà cái xấu lắm nước là những bước chuyển mình, ẩn tàng sự thay đổi trong một bức tranh lớn đẹp ở tít phía sâu xa. Vậy nên đừng quá chủ quan khi thời thế thịnh, làm lúc họ vì thân. May mắn cũng đừng quá bi quan khi thời thế suy, lắm lúc sự khởi đầu mới lại nằm sâu dưới đống cho tàn. Và năm 2023, với Nhâm Tý là cả một bầu trời mênh mông, nhưng chỉ còn là dĩ vãng, có những người, có những đoạn quan hệ, có những đoạn công việc, đã chính thức chỉ còn lại là những hoài niệm, là những niềm đau, những ảo ảnh của quá khứ, khiến cho Nhâm Tý đôi lúc giật mình tỉnh giấc khi nhớ lại mỗi đêm về. Hạn thì thường lại khốn nạn, nó không để cho Nhâm Tý nhận thức được nó là hạn. Thường nó sẽ khoác lên mình bộ dạng của cơ hội khiến cho Nhâm Tý nắm lấy, rồi mới được một cái diễn biến ra hàng chục chuyện vất vả, hoặc giả dụ Nhâm Tý có toàn tâm toàn ý mà vun trồng công sức, thì cái thành quả mà họ nhận lại cũng nhạt nhòa lắm thay. 2023 là năm của thách thức và là năm thử lửa. Theo lời sấm truyền của những nhà tiên tri tử vi học,
thực tâm mà nói, các nhà tiên tri tử vi học viết lại một bài dự đoán, rất muốn nói cho Nhâm Tý là vạn vật đã qua rồi. Nhưng tiếc rằng các thông số của Nhâm Tý lại không được mỹ mãn như vậy. Vận thế năm 2023 là một năm nhọc nhằn với Nhâm Tý và cũng là năm cực độ khó khăn vô cùng vất vả. Lẽ dĩ nhiên không ai thích hạn cả, nhưng hạn vẫn cứ lại về, không ai thích sóng gió, nhưng bão tố nào có phải thứ mà Nhâm Tý có thể điều khiển trong tay. Vậy nên, thay vì bi quan và mỏi mệt, chán nản và than buồn, Nhâm Tý đã hiên ngang mà đối diện với những điều ở phía trước, phấn đấu, bình bình mà trôi qua, lại phải nhớ cho cuộc đời của Nhâm Tý, có lẽ họ chỉ ước mình như một đám mây trắng lững lờ mà trôi, vô yêu vô nghĩ trên bầu trời xanh cao, vì cái Nhâm Tý truy tìm luôn là sự bình yên trong tâm trí, sự vui vẻ trong tâm hồn chứ chẳng phải giàu sang hay phú quý, khoe của hay những điều tầm thường của nhân sinh, nhưng cái trách nhiệm mà hãy phải gánh luôn nhiều hơn cái mà họ mong chờ, vậy nên không phải vì mình, mà cố vì gia đình, vì những người mà hãy yêu thương, vì sự trọn vẹn của một cuộc đời, vì trách nhiệm mà bản mệnh đang phải gồng gánh trên vai. Nhâm Tý đã không bỏ cuộc, chinh chiến những tháng mỏi mệt của năm 2023 đã quan, và năm 2024 là lúc Nhâm Tý trở mình, nhận lại những gì mình xứng đáng được hưởng. Xét về tính cách, Nhâm Tý 1972, mệnh tang đố mộc, mang hành mộc là một tuổi rất đặc biệt, tuy vận khí nhỏ nhưng lại rất dễ làm việc lớn, xây dựng được cả đại nghiệp, khác với tất cả các tuổi Tý khác. Nhâm Tý càng trải qua những khó khăn thì càng trở nên cứng cỏi. Nhâm là thủy, Tý là thủy, nạp âm là mộc đều thuận hòa. Khi Nhâm Tý gặp mộc, bản chất có vẻ khác. Nhưng thực ra hai bộ này là hai bộ tương hợp, giúp nhau cùng phát triển, cho nên bản thân người Nhâm Tý trong cuộc đời được khá nhiều ưu ái, gặp nhiều may mắn và có quý nhân giúp đỡ. Nhâm Tý chuột trên núi, đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới sự thành công và rất thân tình. Bản thân họ luôn cố gắng khám phá mọi thứ, tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ mình gặp được. Mặc dù Nhâm Tý khá tự cao, tự đại, nhưng vẫn biết chiều lòng, đối xử khéo léo chu đáo với người khác, bởi họ muốn tìm kiếm sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ mọi người. Nhâm Tý là người nhìn xa trông rộng, sống có nguyên tắc riêng và biết mình muốn gì. Theo quan niệm truyền thống, những người thuộc nhóm này có phần hơi quá bi quan về cuộc sống. Tuy nhiên, theo quan điểm hiện đại, những người này tính cách mạnh mẽ, độc lập tự cường, lòng tự trọng lại rất cao, không ỷ thế dựa dẫm cường quyền, ngay thẳng chính trực, được nhiều người tôn trọng và ngưỡng mộ. Điều này có thể dẫn đến hai kết quả, hoặc là trong chốn quan trường thường bị ức hiếp không dễ thăng tiến, hoặc là có nhiều mối quan hệ tốt, rất được lòng người, không phải lo lắng về vật chất, gia đình hòa hợp hạnh phúc. Nhâm Tý là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất tính cách họ lại rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Tý mệnh mộc rất linh hoạt khi xử lý công việc, họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp cho công việc luôn đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Họ là người giỏi tùy cơ ứng biến, nhảy số rất nhanh, lấy chân tình mà gây dựng quan hệ, lấy nhiệt thành mà làm cảm động nhân tâm, không chiêu trò hoa mỹ, cứ chân chất và thật thà, có thể bị đôi ba lần lừa lọc, vài ba sự thị phi, nhưng lâu dài uy tín và tên tuổi cứ từ từ đi lên, cho Nhâm Tý cái thành tựu trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Nữ hay nam Nhâm Tý đều không thích phụ thuộc vào điều gì hay vào ai cả, thích sự tự chủ và độc lập, tư tưởng nặng tính, nên phải có một thành tựu riêng cho mình. Dù nhiều hay là ít cũng sẽ là của mình, còn hơn là ngửa tay ăn bám, xin xỏ của người khác. Với cái suy nghĩ này, Nhâm Tý sẽ lập nghiệp từ khá sớm và tựu thành cũng khá sớm. Theo tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tý, từ 53 tuổi trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý, họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc, sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Nhâm Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích chữ nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc, càng già càng nhận được nhiều thành quả và phước báu, có cuộc sống giàu sang phú quý đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Cụ thể, diễn biến vận trình của cuộc đời Nhâm Tý sinh năm 1972. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi có nhiều cay đắng trong cuộc đời, nhưng phần tình duyên nhiều tốt đẹp, năm 21 tuổi có phần hay đẹp về công danh, làm ăn khá được tốt,
năm 22 tuổi, năm này cẩn thận về tiền bạc cũng như về cuộc sống, những năm còn lại tạm yên không có gì xảy ra quan trọng. Từ 26 đến 30 tuổi, khoảng thời gian này rất tốt đẹp cho sự làm ăn, năm 26 tuổi, kết quả tốt đẹp về việc phát triển làm ăn, năm 27 tuổi, nhiều hy vọng về tài lộc, những năm còn lại có nhiều triển vọng tốt đẹp, cuộc sống hoàn toàn hay đẹp, tài lộc dồi dào. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, trung bình, kỵ đi xa hay làm ăn lớn, năm 32 tuổi, có nhiều triển vọng tốt đẹp trong nghề nghiệp và cuộc đời. Năm 33 và 34 tuổi, hai năm này bổn mạng có phần suy yếu, đề phòng bệnh tật, năm 35 tuổi, năm khá hay về số mạng và cuộc đời. Từ 36 đến 40 tuổi, thời gian này nên tránh việc làm ăn lớn, đi xa để tránh thất bại, ngược lại thời gian này nên tập trung chăm lo chuyện gia đình thì tốt hơn. Năm 37 tuổi, chú ý đi lại có tai nạn nhỏ xảy ra. Còn 38 tuổi, có hoạnh tài vào tháng 4, 7 và 9 âm lịch, cần nắm bắt thời gian này để phát triển sự nghiệp, vì 3 tháng này đại lợi và đại phát đạt cho tuổi Nhâm Tý. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, tạm được, năm 42 và 43 tuổi, 2 năm có nhiều trở ngại trong việc làm ăn, năm 44 và 45 tuổi, 2 năm có nhiều tiền bạc, cũng như về tài lộc và cuộc sống. Từ 46 đến 50 tuổi, năm 46 tuổi, được tốt, hy vọng tốt đẹp về tài lộc và cuộc đời, năm 47 và 48 tuổi, 2 năm gia đạo có nhiều rối rắm, trong gia tộc có đại nạn, năm 49 và 50 tuổi, 2 năm bình thường, việc làm ăn phát triển chậm, từ 51 đến 52 tuổi, thời gian này gia đạo có rối rắm cần giải quyết, con cái có gặp chuyện khó khăn cần dung hòa, sáng suốt, để con cái có động lực phấn đấu cho cuộc đời tươi đẹp hơn, những năm này cũng cần cẩn thận hơn về tiền bạc. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây, xin mời quý khán giả hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện chính của cuộc sống cho cuộc đời con giáp tuổi Nhâm Tý sinh 1972, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo tử vi chọn đời dự báo, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý sáng sủa, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, phần công danh ở mức khá, là con giáp đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho sự quyền lực, thông minh và nhanh nhẹn. Những người tuổi Nhâm Tý dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng, càng khó khăn họ càng tỏa sáng. Đa số những người này thường rất thành công trong cuộc sống, dù đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Cụ thể trong công việc, tuổi Nhâm Tý luôn làm tốt trách nhiệm được giao, trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày này họ cũng không để người khác phải phiền lòng. Nói một cách khác, con giáp này là những người độc lập, tự chủ và biết tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Một tính cách khác của người tuổi này là sau khi xác định được mục tiêu, nhất là mục tiêu kiếm tiền, thì họ thường cố gắng hết sức để đạt được mục đích mà không biết mệt mỏi. Tính cách này của họ khiến họ luôn đạt được những mục tiêu của mình. Theo tử vi cho thấy, thì người tuổi Nhâm Tý có số làm quản lý doanh nghiệp, trong làm ăn buôn bán, có số phát đạt, tài vận sáng lạn, có cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý biết cách chấp lấy cơ hội, linh hoạt như những chú chuột, vì thế sự nghiệp sẽ rất thành công. Sở trường của họ là vạch ra kế hoạch, với bản tính lanh lợi, nên khả năng ngoại giao được xem là đỉnh nhất của người tuổi Nhâm Tý. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Tý họ lại rất bảo thủ, cố chấp và hay chủ quan, thêm bản tính nóng nảy hay đa nghi, vì thế đôi khi làm hỏng đại sự trong công việc. Khi gặp khó khăn thì tuổi Nhâm Tý nên bình tĩnh, không được phán đoán theo cảm tính, luôn kiên trì, không được nóng vội, nếu không sẽ hỏng việc. Thời trẻ tuy có nhiều khó khăn, nhưng từ 53 tuổi là thời điểm vàng để con giáp này bứt phá và đạt được nhiều thắng lợi lớn. Khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất thì cuộc sống của Nhâm Tý mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Lúc này họ cũng đã vững vàng hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều may mắn, thành công cũng nhiều hơn. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Nhìn chung, vì bản tính thông minh, lanh lợi và có ý chí cầu tiến, nên sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý vô cùng sáng sủa. Về phương diện tài lộc, theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, từ 53 tuổi Nhâm Tý được tài tinh cao chiếu, tử vi tài lộc của người tuổi Nhâm Tý hưng vượng. Tử vi tuổi Nhâm Tý cho thấy, người tuổi này rất cần cù, nỗ lực, cũng rất cẩn trọng khi làm việc với tiền bạc. Khả năng quản lý tài chính tốt, có điều do dễ mềm lòng, nên tuổi Nhâm Tý hay bị người đời lừa gạt, họ có phần tự tin thái quá. Do đó đôi lúc hành động sốc nổi, nghe theo lời dụ dỗ của người khác, mặc dù cả đời không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, song con giáp này nên tỉnh táo. Bởi tiền bạc trong tay họ phần nhiều do tích góp tiết kiệm mà nên,
từ 53 tuổi cần lên kế hoạch đầu tư khoa học và hiệu quả để tiền kiếm được nhiều hơn mà vẫn an toàn. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng. Do đạt được thành tích cao trong công việc, đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nhờ tài khí ủng hộ mà người làm kinh doanh cũng được hưởng cát trí từ giai đoạn này, làm ăn thuận lợi, càng cố gắng càng được lộc, tiền bạc cũng tăng theo thời gian. Cứ chăm chỉ và đi theo con đường chính ngạch thì sự giàu có sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song vẫn có hung tinh xuất hiện, nên bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến bạn lâm vào rắc rối. Nhìn chung, từ 53 tuổi trở đi, tài lộc của tuổi Nhâm Tý sẽ hanh thông hơn, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tiền bạc dồi dào chất đầy két, hậu vận tài lộc tấn phát, tích cóp được gia sản lớn lao, về già hưởng vinh hoa phú quý. Về phương diện sức khỏe, đối với Nhâm Tý 1972, điều cần chú ý nhất từ 53 tuổi trở đi là về sức khỏe, sự ảnh hưởng của các hung tinh sẽ gây ra tác hại lớn và sẽ mang đến cho con người bệnh tật, tai họa, chết chóc và các yếu tố bất lợi khác. Vì vậy, tuổi Nhâm Tý không nên chỉ tập trung làm việc chăm chỉ trong năm 53 tuổi, mà hãy chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe của bản thân, ngay cả khi không có triệu chứng gì, cũng phải đi khám sức khỏe toàn diện để đề phòng các vấn đề. Bạn nên thận trọng trong sinh hoạt, dù đi du lịch, đi công tác hay đi phương tiện giao thông, bạn nên hết sức cẩn thận khi tiếp xúc gần với người lạ. Ở tuổi này, các anh chị Nhâm Tý nên nhớ rằng tiền bạc không làm ra được, nhưng sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Khoảng thời gian này, Nhâm Tý nên chú ý đến giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn thì cơ thể sẽ có dấu hiệu khỏe lên trông thấy, thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, Nhâm Tý cũng nên hạn chế tụ tập, liên hoan với bạn bè, đồng nghiệp hoặc thường xuyên gọi đồ ăn ngoài. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Về phương diện tình cảm, gia đạo, đường tình cảm của tuổi Nhâm Tý từ 53 tuổi trở đi vẫn giữ được ổn định. Có lẽ do tính cách tuổi Nhâm Tý họ không có quá nhiều chủ đề chung với bạn đời và cuộc sống tương đối tẻ nhạt. Ngoài ra, nam giới sẽ dành phần lớn thời gian và sức lực cho công việc và dạy dỗ con cái, cũng phần nào giảm bớt sự giao tiếp với một nửa của mình. Vì thế, cuộc sống sẽ rất dễ nhàm chán. Mặt khác, những yêu cầu khắt khe của người tuổi Nhâm Tý đối với con cái cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí gia đình. Khuyên anh chị lúc này nên bình tĩnh, dù sao cũng nên giữ cho gia đình hòa thuận, yên ấm, nếu không sẽ không giúp ích gì cho tài lộc. Vợ chồng cũng nên tôn trọng và thấu hiểu hơn cho nhau, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, hai người hãy bình tĩnh trao đổi thì mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Nhâm Tý 1972, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiếp tân xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy, người này được hưởng phúc trời. Cuộc sống sung túc, no đủ, có lộc ăn, lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng thiếu chi, người này được hưởng phúc lộc, tổ tông phúc ấm, mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc, lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều, mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người này có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn không giấu nổi lo sợ trong lòng, cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ, tuy không quyền cao, chức trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành danh, có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy, tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh của người này có nhiều trắc trở, nhưng vẫn hạnh phúc, an yên quá nửa đời người. Đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật, tính tình hiền hòa, nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu sự quyết đoán, nên cả đời có phần khó thành đại sự, được tổ tông giúp đỡ rất nhiều, nhưng tài sản để lại không nhiều, anh em trong nhà hòa thuận, yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc, giúp đỡ nhau. Nếu đi theo nghiệp văn chương,
làm những công việc liên quan đến chữ nghĩa thì có thể thành danh, song khó nắm được tay ấn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình, sau sẽ có lợi cho công việc. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người này hay gặp phải tang môn, đi tới đâu cũng gặp phải chuyện tang tóc, tuy có bổng lộc rượu thịt, nhưng đều đến từ chuyện buồn đau. Số mệnh hẩm hiu, có thể có số xuất gia, người này nếu có thể giữ được tâm trí bình an, tu thân tỉnh trí, không tham lam, biết phấn đấu, thì tuổi già sẽ được hưởng phúc lộc an nhàn. Người này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét trốn hồng trần, sự gian dối, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người này có số mệnh bình thường, không có nhiều bổng lộc, tài sản cũng không dồi dào, cuộc đời bôn ba vất vả, không được quý nhân nâng đỡ mà một mình chống chọi, nên làm gì cũng khó khăn, lại bị tiểu nhân quấy nhiễu, nên hung hiểm trùng trùng. May thay có xuân phong hóa vũ, gió xuân hóa thành mưa, trời quang mây tạnh, nên được lương duyên. Người này tuy vận số không được tốt, nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào, người phối mẫu sẽ giảm bớt vận hạn, tương trợ mọi điều, giúp cho người này có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng, vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại, anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hẩm hiu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang trùng, người này có vất vả, chạy ngược chạy xuôi khắp trốn, người này tham công tiếc việc, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn, quên ngủ, hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh của người này khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu, phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Người này tuy rằng vất vả nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí vượng, đất trời tươi sáng, cây cối xanh tươi, người này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt, tuy nhiên nên sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ít được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh. Sự nghiệp xây dựng do chính sức mình, song người này lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều. Trên con đường sự nghiệp, có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, đất trời vào tiết lập thu, hoa trái dồi dào, là mùa thu hoạch, người này cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc, mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, tính tình phóng khoáng, khoan dung, độ lượng, là người có thể làm nên việc lớn, người này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa, êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn túc giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lời phóng khoáng, khoan dung độ lượng, cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung, đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có, khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Nhâm Tý. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ, vận mệnh của người này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển,
được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạc, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc, rất khó thành công, tu tâm dưỡng tính, tất nên đại nghiệp. Vận mệnh của người này, cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ nghiệp phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượn vận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người này tính tình trầm ổn, song không thích nơi náo nhiệt, không thích làm người nổi trội, từ nhỏ đã sợ lạnh, song có phúc cơm áo đủ đầy, thiếu sự quyết đoán, khó làm nên cơ nghiệp, vợ chồng, con cái yêu thương nhau, nhưng lại khắc khẩu, tranh cãi mâu thuẫn liên miên, không có tài ăn nói, an phận thủ thường, cẩn trọng quá mức, không giỏi giao thiệp, bạn bè không có nhiều, người này có cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống lâu hay đó, phần nước đẩy thuyền, bèo giạt mây trôi, người này khá ít nói, tính cách có phần quỷ quái, thích cô độc. Tuy nhiên, phúc lớn mạnh hậu nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương quân, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, ngũ cốc thu hoạch nhập hết, vì khó khắp trốn không còn lương thảo, chêm chốc khó kiếm miếng ăn, người này thường hay dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, cũng có tham vọng, có ý chí, nhưng không mấy khi có cơ hội để thực hiện, cuộc sống có phần bấp bênh, không biết quản lý tài chính, không giỏi cân đối chi tiêu, dù có tiền cũng không biết để cho tiền sinh sôi nảy nở. Vận mệnh của người này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ, người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời, cơ cuộc đời tu không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người này khởi nghiệp khá muộn, nhưng có thể thành công, không bị tiểu nhân hãm hại, cuộc sống khá tiêu diêu tự tại. Nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió, người này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp đỡ được nhiều. Phải tự dựa vào sức mình mà sống, tới tuổi trung niên thì được quý nhân phù trợ, hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời của người này không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát thăng tiến không ngừng, khi đến tuổi trung niên, nhanh chóng đạt được đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn trong năm, thời điểm mà người người, nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, nên người này cũng được hưởng phúc, có lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời, chỉ là tiết trời giá lạnh, nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ cần cù thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh của người này khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng. Anh chị em sống tình cảm, đùm bọc, giúp đỡ nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp khó tránh khỏi khó khăn, nhưng lại được quý nhân nâng đỡ, nên nhanh chóng giành được thành công. Người này, tư chất thông minh, lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, người này có thể mắc phải các bệnh như cao huyết áp, béo phì nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Ở tuổi 53, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, số phận của Nhâm Tý sẽ thay đổi. Trong cuộc sống, Nhâm Tý thường bối rối trước vẻ bề ngoài, mắc kẹt trong thành công hay thất bại, bị ám ảnh bởi danh vọng và tài sản, hoặc chìm đắm vào những mất mát, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc. Những trạng thái khác biệt sẽ giúp Nhâm Tý hiểu rõ bản thân, phá bỏ những ảo tưởng bên ngoài, đồng thời nâng cao cảnh giới bên trong. Vì vậy, Nhâm Tý càng trải đời thì càng đạt tới một cảnh giới tâm trí cao hơn, từ đó góp phần thay đổi số mệnh cuộc đời. Đặc biệt ở 53 tuổi, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, tín chủ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung độ lượng, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy theo đó, 3 trạng thái cao nhất của đời người là gì? 1. Hiểu bản thân. Nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi, người hiểu thấu yếu điểm của mình là khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những Nhâm Tý thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình,
qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Vương Hi Chi đã có một trải nghiệm như vậy khi còn trẻ. Ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, Vương Hi Chi càng nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn, bình tĩnh, nhìn lại bản thân mình. Ông mới nhận ra, khi tập luyện bản thân ông luôn nóng lòng muốn được thành công, nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây, Vương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ, ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ, chứ không còn vội vàng. Bất an như trước, đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng đạt thành tựu ghi danh sử sách. 2. Hiểu thế giới. Thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh, thì rất dễ quá mức đề cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên. Cuối cùng chuốc lấy rắc rối, Tăng Quốc Phiên là danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cách đối nhân xử thế khôn ngoan, nhưng ông cũng từng có thời tự cao, tự đại, đấu đá lung tung. Vì cho rằng mình giỏi, khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người, đến nỗi khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ dưới trướng đều thả trung thành với người khác rồi lần lượt bỏ đi, không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận bị của trách nặng nề. Sau này tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý, chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên dao động, chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn, ít nói, cư xử chừng mực, biết trước biết sau, nhờ vậy mà làm nên sự nghiệp lớn. Tập trung vào hiện tại, thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo lắng cho tương lai, không tiếc nuối quá khứ, là cách sống tuyệt vời nhất. Mọi chuyện trong cuộc sống không thể đoán trước được, chỉ khi nhâm tí hiểu thấu đạo lý đó, giữ vững sự bình an nội tâm thì mới có thể thu hoạch thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng. 3. Hiểu nhân sinh. Lý giải người khác, giữ chữ thiện trong lòng, người khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương, họ sẽ không bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai, đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi Nhâm Tý đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung, độ lượng, tín chủ sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình, nhưng không tìm được gì đáng giá. Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì, đến khi tên trộm chán nản quay ra, đương lúc hốt hoảng vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói, đường xá xa xôi, vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi không nỡ để anh tay không đi về, trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm. Nói rồi, vị thiền sư cởi áo khoác ngoài trên người, choàng cho tên trộm, đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiền sư nhìn vậy, thương cảm mà nói rằng, thật đáng thương, nếu có thể tôi muốn tặng anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường xuống núi. Vài hôm sau, khi thiền sư thức giấc và ra cửa, thì nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa, ông giật mình, sau đó vui vẻ nói, tốt quá, vậy là anh đã có được cả vầng trăng sáng rồi. Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu, Nhâm Tý hiểu nhân sinh thì nhân sinh hiểu tín chủ, Nhâm Tý lý giải cho người khác thì người khác cũng sẽ khoan dung với Nhâm Tý. Lần lượt đi qua ba giai đoạn, từ hiểu bản thân, hiểu thế giới, tới hiểu lòng người khác, tín chủ đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.